Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay, thứ năm ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Và như thường lệ sau mỗi 1 giờ quay thì Minh Phúc 89 tiếp tục lên đây để đi phân tích một số những các đường cầu với những biên độ ăn thông 4 đến 5 ngày để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm sau. Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay, và đây đó chính là ở trên đường cầu kín Zalo mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày hôm nay. Đầu tiên tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô 52. Thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta rất là sớm rồi phải không ạ? Mở bát ở giải nhất chúng ta đã có chiến thắng rồi. Tuy rằng chiến thắng sớm nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ chiến thắng vỏn vẹn duy nhất một nháy lô tô 52 mà thôi. Tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 89. Thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 89 rồi phải không ạ? Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô xiên 52, 89 và 28. Thì 89 và 52 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Còn con lô tô 28 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là ở giải 3.4. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy là ở được cầu kín Zalo thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi. Cũng như là ở được cầu kín Zalo thì trên được cầu kín Telegram thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã về bờ ở đây. Đó chính là con lô tô 52, con đề đặc biệt 89 và con lô tô xiên 3 mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta chơi ở đây rồi phải không ạ? Và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cả kênh của tôi, đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông nhỏ nhỏ xinh xinh này và chọn vào dòng tất cả để làm gì ạ? Để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem. Và những người đang đăng ký kênh ở đây, khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đường cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó. Và đừng quên để lại cho tôi xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh, đó chính là động lực để hàng ngày tôi lại tiếp tục ra những các video mới. Còn anh chị em nào mà muốn được chơi ở trên đường cầu kín Zalo, chơi những các con số lộ từ hội đồng báo về thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để tôi sẽ chốt cho anh chị em chúng ta những các con số an toàn nhất chơi trong ngày mai. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên đường cầu video này với đường cầu đầu tiên đó chính là đường cầu bạch thủ lô để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng để chơi cho ngày mai. Thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số 100, nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1000, nằm ở giải 3.4 chúng ta được đó chính là con số 7. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị, nằm ở giải 3.6 chúng ta được đó chính là con số 0. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ này phải không ạ? Và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 1, đường cầu màu đỏ của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai. Ở đường cầu thứ hai này thì tôi vẫn lấy đến đó chính là con số 100, nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1000, nằm ở giải 5.2 chúng ta được đó chính là con số 2. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số đơn vị, nằm ở giải 5.2 chúng ta được đó chính là con số 4. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh, đường cầu thứ hai phải không ạ? Cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng với đường cầu số 1, đường cầu màu đỏ. Tôi có 3 cộng 7 cộng với 0 bằng 10, tôi sẽ lấy con số đơn vị đó chính là con số 0. Tiếp theo tôi đi cộng tổng với đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Tôi có 3 cộng 2 cộng với 4 thì bằng 9 phải không ạ? Như vậy là bạch thủ lô 09 để chơi cho ngày mùng 3 tháng 4. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 3 tháng 4. Về con lô tô 09 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta 3 nháy lô tô. Nháy đầu tiên nằm ở giải 2.1, nháy thứ hai nằm ở giải 5.5, nháy thứ ba nằm ở giải 5.6. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Ở đây tôi có 5 cộng 5 cộng với 9 thì bằng 19, tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 9. Tiếp theo tôi có 5 cộng 0 cộng với 1 thì bằng 6 phải không ạ? Như vậy là bạch thủ lô 96 để chơi trong ngày mùng 4 tháng 4. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 4 tháng 4. Thì về con lô tô 96 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải 5.6. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để chơi trong ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Tôi có 0 cộng 9 cộng với 9 thì bằng 18, tôi lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 8. Tiếp theo tôi có 0 cộng 6 6 cộng với 8 thì bằng 14. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị, đó chính là con số 4. Như vậy là bạch thủ lô 84 để chơi cho ngày mai. Xong thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con 39 và con 93 anh chị em nhá. Như vậy là ở được cầu bạch thủ và song thủ thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trúng cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không trúng cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Bởi vì ở trên đường cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 cho đến 85% mà thôi. Anh chị em chúng ta chơi vui văn nghệ thuốc nước thì được, không nên chơi to, không nên chơi lớn làm gì. Và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích, đó chính là ở đường cầu lô tô rơi và đường cầu lô tô kép. Lô tô rơi thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con lô tô rơi 57 anh chị em nhá. Con lô tô rơi 57 thì ở đường cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta 4 ngày liên tiếp, tổng là 6 nháy nô tô, thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa. Con lô tô rơi nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai, đó chính là con lô tô rơi 90 anh chị em nhá. Con lô tô rơi 90 thì ở những các đường cầu gần đây nhất anh Đồng đều giả về cho chúng ta 2 ngày liên tiếp, nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là ở trên đường cầu lô tô kép. Ở đường cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con lô tô kép 66. Con lô tô kép 66 đang có biên độ 2 ngày chưa ra. Và tiếp theo đó chính là cái con lô tô kép tiếp theo mà tôi nhắm đến để cho anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai, đó chính là con lô tô kép 33. Con lô tô kép 33 đang có biên độ 3 ngày chưa ra anh chị em nhá. Ở được cầu sen quay thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 57, 90, 66 và 33. Như vậy là tất cả những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trúng cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trúng cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích, đó chính là ở được cầu gian đề. Ở được cầu gian đề này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần. Ở đây thì tôi sẽ lấy từ cái ngày đó chính là ngày 16 tháng 2 năm 2024 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 8 tháng 3. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là 3 con số đầu tiên nằm ở giải đặc biệt, gồm con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm. Như vậy là ở được cầu đầu tiên, được cầu màu xanh này của chúng ta đã được hình thành rồi phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai, được cầu màu hồng. Ở được cầu màu hồng này thì tôi sẽ lấy từ ngày 11 tháng 3 cho đến cái ngày mùng 1 tháng 4. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là 2 con số nằm ở giải đặc biệt, gồm con số hàng nghìn và con số hàng trăm phải không ạ? Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 15 tháng 3. Ở ngày 15 tháng 3 này thì tôi sẽ lấy đó chính là từ ngày 16 tháng 2 để cho anh chị em chúng ta sẽ đi ghép cho tôi. Ghép với cả ngày 11 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây thì chúng ta có đó chính là con đề 8338. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 8448 và con đề 88 và 33 phải không ạ? Ở đây thì chúng ta có đó chính là con đề 88 và 33 thì ở bên trên chúng ta rút gọn được rồi, nên là anh chị em chúng ta không phải chơi tiếp đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta tiếp tục có con đề 8338 thì ở bên trên này cũng có rồi, nên là anh chị em chúng ta rút gọn được. Như vậy là ở cái đường cầu gian đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 15 tháng 3. Ở ngày 15 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 34. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 22 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 22 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là cái ngày 18 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con đề 8118, 8668 và 8008. Tiếp theo chúng ta có 7117, 7667 và 7007. Như vậy là cái đường cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 3. Ngày 22 tháng 3 này thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 71. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Chúng ta đã có chiến thắng của ngày 22 tháng 3. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo, đó chính là ngày 29 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày mùng 1 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 25 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con đề 6776 phải không ạ? Tiếp theo chúng ta có 6116 và 6996. Ở đây chúng ta có 3773, 3113 và 3993. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 29 tháng 3. Ngày 29 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 69. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Ở cái con đề 69 này thì nằm ở cái giải đặc biệt của ngày 29 tháng 3. Như vậy chúng ta đã có chiến thắng 3 ngày liên tiếp rồi. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là cái buổi chiều của ngày mai, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là ngày mùng 8 tháng 3 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 9779, 9119 và con đề 9339 phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi 0770 và chúng ta có 0110, 0330 phải không ạ? Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trúng cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trúng cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn ai muốn được chơi lô tô lộ, số lộ từ hội đồng báo về, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894. Tôi sẽ giúp đỡ anh chị em chúng ta phía sau để có cơ hội đánh sập chủ lô chủ đề trong ngày mai anh chị em nhé.